trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại, đồng thời là biểu tượng tuyệt vời của sức mạnh, tinh thần, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Tháng 4 năm 1945, Trung ương triệu tập hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân. Tháng 5 năm 1945, Bác Hồ từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ, chỉ đạo cách mạng cả nước và chuẩn bị đại hội quốc dân. Tháng 8 năm 1945 là thời điểm cao trào của cuộc cách mạng. Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào khẳng định đây là cơ hội của ta để giành lại độc lập. Từ 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, tổng khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi. Có 4 tỉnh đã giành được chính quyền: Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Ngày 19 tháng 8, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội. Tiếp đến, ngày 23 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và nhiều tỉnh thành khác. Cuối cùng là 25 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn, Gia Định, Kon Tum. Kết quả là ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Như vậy, chỉ trong vòng 15 ngày, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945, tổng khởi nghĩa tháng 8 đã thành công trong cả nước. Lần đầu tiên trong cả nước chính quyền về tay nhân dân. Cách mạng thắng lợi mang lại ý nghĩa to lớn với toàn dân tộc. Chiến thắng đó đã mở ra một bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc. Thứ nhất, nó phá tan hai xiềng xích nô lệ của Pháp, Nhật, lật nhào chế độ quân chủ, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thứ hai, cách mạng tháng 8 thành công đã mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, nhân dân làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của dân tộc và vận mệnh của chính bản thân mình. Với thắng lợi của cách mạng tháng 8 thì Đảng Cộng sản trở thành một đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo. Không những vậy, cách mạng tháng 8 của đất nước ta còn ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới, góp phần đánh bại chủ nghĩa phát xít, đặc biệt cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, nhất là châu Á và châu Phi. Ngày nay, khi nhìn lại về những ý nghĩa của cách mạng tháng 8, chúng ta càng thêm trân trọng và tự hào về những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha ông. Chúng ta cũng tự nhận thấy trách nhiệm của bản thân mình trong việc giữ gìn và phát huy những thành quả của thế hệ đi trước. Cách mạng tháng 8 năm 1945 xứng đáng là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.